Sao trẻ Goncalo Ramos chỉ cần 17 phút để thực hiện điều Ronaldo chưa từng có trong sự nghiệp. Huấn luyện viên Fernando Santos đã gây ra bất ngờ lớn trong đội hình xuất phát của Bồ Đào Nha trước Thụy Sĩ khi cất Ronaldo trên ghế dự bị để sử dụng Goncalo Ramos. Quyết định bất ngờ nhưng có tính toán của Santos đã được đền đáp bằng màn trình diễn tuyệt vời của Ramos. Sao trẻ Goncalo Ramos ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 17 của trận đấu. Sau đó, cầu thủ 21 tuổi này hoàn tất cú hat-trick với hai pha lập công trong hiệp 2. Những tình huống ghi bàn của Ramos cho thấy anh sở hữu kỹ năng dứt điểm chính xác và đa dạng. Như vậy, chỉ sau 17 phút có mặt trên sân, tiền đạo sinh năm 2001 đã có số bàn thắng ở vòng knock-out World Cup nhiều hơn Cristiano Ronaldo trong cả sự nghiệp. 3 bàn so với số 0 tròn chính của Ronaldo. Cú hat-trick vừa rồi của Ronaldo cũng là cú hat-trick đầu tiên của World Cup 2022. Anh chàng đang khoác áo của Benfica cũng trở thành cầu thủ đầu tiên ghi hat-trick trong trận đấu đầu tiên xuất phát ở World Cup kể từ trường hợp của Miroslav Klose cho Đức vào năm 2002. Với màn trình diễn ấn tượng của mình, nhiều khả năng Ramos sẽ tiếp tục được huấn luyện viên Fernando Santos giữ suất đá chính cho trận gặp Maroc ở vòng tứ kết World Cup 2022.